7 nhà hoạt động Nga bị án tù vì phản đối ông Putin, tin từ mặt từ khoa. Một trong 8 nhà hoạt động phản đối Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đã bước ra khỏi tòa án vào hôm nay và nói rằng 7 người khác vẫn giữ vững tinh thần cao của họ. Một phiên tòa đã kết án 7 người chống đối ông Putin từ 2 năm rưỡi đến 4 năm tù vì tham gia một cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực vào ngày 6 tháng 5 năm 2012, một ngày trước khi ông Putin trở lại chức Tổng thống sau một thời gian làm Thủ tướng. Người biểu tình Alexandra Dukhanina đã nhận một án tù treo nên đã được thả sau phiên tòa. Cô cho biết 7 người phải đối mặt với án tù vẫn ngẩng cao đầu. Hôm thứ Sáu, thẩm phán đã phán các bị cáo phạm tội bạo loạn và tấn công cảnh sát tại cuộc biểu tình. Các bị cáo đổ lỗi cho cảnh sát đã gây ra các cuộc đụng độ và không nhận tội. Quyết định của tòa án đã gây ra sự phẫn nộ của các nhà phê bình Điện Cẩm Linh, nói rằng những người bị án tù là nạn nhân của một chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến, đánh dấu một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin. Các nhà hoạt động đối lập cho biết hơn 230 người đã bị bắt giữ bởi cảnh sát chống bạo động bên ngoài tòa án, trong đó có nhà lãnh đạo đối lập ông Alexei Navalny. Cảnh sát đưa ra con số hơn 100 người bị bắt.